Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của Mạnh Tuấn nha. Hiện thời đang là 10 giờ sáng và Tuấn mới ngủ dậy. Thật sự là chưa có đi uống cà phê, chưa có tỉnh táo hẳn nữa. Nhưng mà Tuấn phải review gấp hai chai nước hoa trước khi Tuấn gửi cho một người anh cũng chơi nước hoa chung và order nước hoa từ bên Tuấn ha. Thì đó là anh Tuấn ở Nha Trang. Thì cảm ơn anh Tuấn đã cho phép em đập hộp hai chai nước hoa, mà thật sự là hai chai này thì ở Việt Nam không có hàng luôn và phải order và phải chờ cũng hơn cả tháng nay rồi thì hàng nó mới về. Nhưng mà mặc dù anh ấy rất là nôn nao nhưng mà anh ấy cũng sẵn sàng cho Tuấn mượn hai chai này để đập hộp và review với mọi người. Thì nói riêng về anh Tuấn là một người bạn, một người anh cùng tên với Tuấn mà cũng chơi nước hoa, cũng mê nước hoa, và anh này rất là mắc cười cái là anh Tuấn là cái người mà hầu như cái chai nào mà Tuấn review và Tuấn thích đó, thì anh Tuấn đều đòi cho bằng được đều đòi để sưu tầm thì rất là vui vì có những cái người anh em bạn bè cùng cái đam mê và cùng cái sở thích với mình. Đặc biệt là anh Tuấn cũng khá là cùng gu với Tuấn nữa, thích những cái chai có tông mùi tươi mát, hoa lá hẹ. Thì đây là cái chai nước hoa mà Tuấn đã tìm tìm cho anh ấy rất là nhiều lần và không có hàng ở Việt Nam mà phải order. Phải order thì thứ nhất là chịu cái thời gian chờ đợi để đến khi nó được ship về Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái giá nó cũng cao hơn nếu mà so với cái giá mà kho sỉ ôm hàng về. Nhưng mà thật ra thì hai chai này là hai cái chai rất là ít người chơi, đó là lý do mà kho sỉ cũng ít khi ôm hàng về lắm. Và hôm nay đầu tiên thì Tuấn sẽ review một chai đến từ nhà Parfum de Mali, đó là chai Gold Dolphin. Gold Dolphin, cái chai này thì mọi người thấy đó, cái hộp nó cũng giống như những cái chai mà hay về Việt Nam như Leighton hay là Herod ha, cũng là chai màu đen và sọc, có sọc, một cái nhà nước hoa của Pháp rất là nổi tiếng. Và Tuấn đã có cái chai là Leighton thì Tuấn sẽ review sau. Còn hôm nay thì phải review gấp hai cái chai này là chai Gold Dolphin và chai Galloway. Thì chai này là một cái chai được thiết kế với cái màu chủ đạo là màu đen, và cái những cái logo hay là những cái chữ ở trên cái hộp là được in với cái nhũ vàng ha. Một cái chai thiết kế rất là sang trọng. Thì bây giờ Tuấn sẽ tiến hành bóc siêu em này. Cái siêu thì Tuấn sẽ cố gắng gỡ một cách nhẹ nhàng nhất để giữ lại cái siêu cho khách. Chứ còn nếu mà chai của mình thì mình sẽ rột rột rột, mình bỏ cái siêu luôn. Ây da, ây da, ây da, ây da, rách, 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 rách. Ok. Mọi người chờ nha, chịu khó chờ chút xíu. Tại vì phải gỡ siêu cho đàng hoàng rồi còn đóng siêu lại cho ảnh nữa. Đây. Và Tuấn phải đẩy cái chai này lên. Đây. Thì rất là nhiều bạn yêu cầu Tuấn review nước hoa của nhà Mali ha. Nhà nước hoa này thì ra khá là nhiều mã và nổi tiếng ở Việt Nam thì có các mã như là Leighton, Heros, Pegasus. Còn hai cái mã mà Gold Dolphin và Galloway thì khá ít người chơi. Thì anh này cũng nghiệt, anh Tuấn này cũng nghiệt lắm, đòi những cái mã mà khó mà. Ok, bây giờ Tuấn sẽ tiến hành mở siêu ra. Thì trên cái siêu này chúng ta có một cái một cái cha một cái cạc để giới thiệu về Parfum de Mali, được cấp 3 ha. Và sau đó cái hộp của chúng ta phía trong là như thế này. Ở trên cái nắp hộp thì nó có cái logo của Parfum de Mali, nhà nước hoa 1743. Wow, một nhà nước hoa cũng khá là cổ điển lâu đời ha. Và phía trong đây cái hộp lót, mở ra là chúng ta đã có thể nghe được cái mùi rồi. Cái hộp lót, wow, cẩn thận, thật sự là không phải nước hoa của Tuấn cho nên Tuấn phải cực kỳ cẩn thận sợ rách. Lôi ra, ây da. Ok, cái chai nước hoa của chúng ta là một cái chai hoàn toàn màu vàng luôn. Wow, một cái thiết kế khá là vàng chóe vàng nguyên con luôn từ trên xuống dưới. Đây, cái logo của Parfum de Mali, cái tên và cái nắp
màu một cái chai hoàn toàn bằng chóe luôn, và phía dưới là có cái một cái tem được dán vào phía dưới ghi Golden Fin Parfum de Mali Eau de Parfum với cái nồng độ Eau de Parfum, và dung tích của chai này là 125 ml nha. Nhà Parfum de Mali thì nó có cái size 125 và size 75 ml, theo Tuấn biết là như vậy, còn những cái size nhỏ hơn thì không biết là có hay không. Ok, bây giờ Tuấn sẽ tiến hành cổ tay mình không có mùi ha, tiến hành xịt shot đầu tiên của em này. Để xem những cái nốt hương của chai này nó như thế nào mà ít người chơi và khá hiếm về Sài Gòn, hiếm về Việt Nam. Mới đầu Tuấn ngửi ra được ngay là một cái mùi rất là ngọt ngào, một cái mùi ngọt tươi mát của trái cây, không rõ là trái cây gì, và ngay lập tức là cái mùi da thuộc, cái mùi da thuộc được blend chung với chai này. Một chút mùi gia vị, một chút ngọt ngào. Cái mùi da thuộc trong cái chai này, Tuấn cảm giác cái mùi da thuộc nó không có tối mà nó có một cái độ hăng và xanh nhẹ. Một chai với cái tông mùi da thuộc là chủ đạo, rất là hay. Da thuộc được blend chung với trái cây, không rõ là mùi trái cây gì, nó có một chút vị thanh thanh của trái cây và hoa nhẹ ha. Một nốt hương cũng khá là lạ ha, tại vì cái chai, những cái chai da thuộc khác như là chai Rasasi thì được blend chung với mùi trái Việt Quất, Tuscan Leather cũng blend chung với mùi Việt Quất, rồi cái chai Ombre Leather thì được blend chung với một số những cái nốt ấm và gia vị. Chai này thì cái mùi thanh nhẹ của trái cây combine với cái mùi da thuộc, nó tạo cho cái mùi da thuộc của chai này nó có một cái độ xanh và độ sáng. Sau khi dry down thì Tuấn nghe được một cái nốt gỗ nhẹ trong cái chai này. Một cái chai với cái nốt hương nó khá là lạ với những cái nốt hương da thuộc từ trước tới giờ, là nó có một cái vị trái cây khá là thanh bốc ra ngay lúc đầu với chung với lại mùi da thuộc, thì nó tạo nên một cái mùi da thuộc khá là sáng cho cái chai này. Nhưng mà chủ điểm vẫn là nốt da thuộc. Đây là một cái chai mà Tuấn ngửi ra cái mùi da thuộc ngay lập tức luôn, đầu tiên khá là rõ ràng, có một chút hăng hăng cay cay, một chút xanh xanh. Một cái chai có cái nốt hương da thuộc là chủ điểm, nhưng mà những cái nốt được blend chung với nó khá là đa dạng nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái đánh giá của Fragrantica xem cái chai này nó có những cái điểm, những cái nốt gì khác mà Tuấn không nhận ra, hoặc là những cái điểm gì mà nó đúng với lại cái mũi của mình ngửi ra nha. Ok, wait a second. Chai này là một chai nước hoa được ra mắt vào năm 2010, cũng được 10 tuổi rồi. Vàng chóe. Và được Fragrantica đánh giá wow, được tới 4.30 trên 5. Một cái số điểm khá là cao với những cái chai nước hoa niche ha. Mùi da thuộc rất là xanh. Mùi này Tuấn cảm giác giống như là mùi da lộn nhiều hơn là mùi da thuộc. Tuấn cảm giác như vậy. Và chai này thì với những cái top notes là fruity notes, một cái nốt trái cây tổng hợp, saffron, mùi hoa nghệ tây. Hôm trước có bạn chỉnh Tuấn là cái nốt saffron là hoa nghệ tây chứ không phải hoa huệ tây, mà Tuấn hay lộn là hoa huệ tây ha. Saffron thì thường nó không có một cái mùi gì rõ ràng, nó chỉ là một cái mùi nó hơi ngọt ngọt dịu dịu và hơi phấn phấn một chút. Thyme, mate, một cái loại gia vị, cypress, một cái loại lá kim. Tuấn không nghe rõ cái mùi lá kim ở trong này. Green notes, có một cái mùi xanh, một cái mùi hang xanh, mùi lá xanh. Middle notes bao gồm hoa hồng, hoa lài.
Và Oris là cái mùi rễ của hoa dương vĩ. Cũng không nghe rõ cái mùi Oris ở trong này. Mùi Oris thì thường nó mang lại cho chúng ta một cái mùi hơi oxy, nó mùi hăng hăng hoa dương vĩ, nhưng mà cái rễ hoa dương vĩ thì nó mùi nó hăng hăng và nó hơi oxy một chút. Nó có một cái độ bạc bạc. Base note, nốt da thuộc, rất là rõ ràng luôn. Nốt amber, hổ phách, Virginia cedar, một cái loại gỗ tuyết tùng của Virginia, cỏ vetiver, xạ hương và vani. Chốt lại thì chai này là một cái chai khá là nhiều nốt hương, nhưng mà Tuấn nghe rất là rõ những cái nốt hương của da thuộc là rõ ràng nhất. Một cái nốt hương trái cây tổng hợp, nó rất là thanh, nó làm cho cái chai này nó mang lại một cái nốt tươi và cái nốt màu xanh hăng hăng. Thì Tuấn tin đây là cái nốt diệp lục, green notes, được cộng hưởng với vetiver. Cỏ vetiver thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái vị hơi hăng hăng, xanh xanh. Mùi hoa Tuấn không nhận ra được một cái mùi hoa nào rõ ràng trong chai này. Trái cây cũng không nghe rõ mùi trái cây, chỉ là một cái mùi tổng hợp của hoa và trái cây thôi. Và một chút gỗ lúc dry down. Còn cái mùi da thuộc thì nó được xuyên suốt từ đầu cho tới cuối của cái chai này luôn. Thì đây là cái chai mà Fragrantica đánh giá được. Cái độ bám của chai này ở cái tầm internal bám rất trâu, và độ tỏa nó cũng thuộc dạng sillage, là nó ở tầm enormous, có nghĩa là nó có thể fill được một cái không gian nhỏ. Nhưng mà cái chai này thì Tuấn cảm giác là với một shot trên da, cái cổ tay của Tuấn thì nó dry down, nó không phải là dry down mà nó cái mùi nó không có đến mức độ là ngào ngạt lắm. Còn cái độ bám trên da thì mình không biết là nó sẽ tới bao giờ. Nhưng mà cái mùi da thuộc ở trên cái cầm tay của Tuấn hiện tại rất chắc, nó bám rất chắc. Thì có thể nó ở được ở tầm long lasting từ 8 tới 10 tiếng trên da. Và có thể là cái mùi này thì nếu chúng ta xịt mà khoảng 3 4 shot là nó sẽ hơi bị mạnh đấy. Cho nên chúng ta phải cân nhắc trong những cái môi trường phòng kín, máy lạnh đi làm thì chúng ta chỉ cần xịt khoảng 2 3 shot thôi là đủ rồi. Một cái mùi khá là hay cho cái nốt da thuộc ha. Một cái chai nốt da thuộc mà Tuấn nghĩ là cũng xứng đáng để sưu tầm. Nó rất là hay, nó khác với những nốt da thuộc khác là nó có một cái độ sáng trong cái chai này. Chai này thì một cái chai Tuấn nghĩ là nó thiên về nam, nó khá là thuần nam. Và độ tuổi khuyên dùng thì Tuấn nghĩ là chai này nó các bạn tầm trên 20 tuổi có thể sử dụng được rồi, và nó có một chút cá tính, nó có một chút phóng khoáng, nó có một chút gọi là thiên nhiên. Thì nó phù hợp với gọi là khi mà vẽ nên cái hình ảnh khi Tuấn ngửi cái chai này, nó giống như những cái tay phượt thủ mà thích đi ngao du sơn thủy, thích đi núi, đi rừng, đi gọi là chạy mô tô, vì nó thể hiện được cái sự cá tính và một cái sự phóng khoáng, nó thiên về thiên nhiên ở trong cái chai này. Độ tuổi khuyên dùng là dry down ra một chút hoa hồng rồi, Tuấn nghe được một chút hoa hồng, nốt dry down rồi. Thật sự là cái mặc dù cái base note của chai này là nốt da thuộc, nhưng mà da thuộc ngay lúc đầu nó đã tỏa lên và Tuấn nghe rất là rõ. Còn những cái nốt hoa và trái cây sau khoảng 15 phút thì cái mùi hoa hồng nó dry down, thì Tuấn mới nghe được một chút mùi hoa hồng nhẹ, nhưng mà đây là một cái nốt hoa hồng khá là trầm trầm, nó không có tươi, nó không có gọi là hoa, nó không sáng lắm. Ok, đây là một cái chai mà phù hợp với lại môi trường chúng ta đi chơi nhiều hơn là đi làm, tại vì cái mùi này thì nó không có được formal lắm. Tại vì trong môi trường văn phòng mà chúng ta xịt cái chai này thì nó sẽ, nếu mà xịt nhiều thì nó sẽ gây phiền tới những người xung quanh ha, nhất là những cái người mà ngồi gần chúng ta. Thì Tuấn nghĩ là cái chai này nó phù hợp vào những cái việc cái dịp đi chơi, hẹn hò, đi ăn, đi uống, đi bar, chai này ok, đi bar club chai này rất ok luôn. Và thời điểm sử dụng chai này vào mùa thu, mùa đông, những cái ngày mát trời, những cái ngày cuối hè nó bắt đầu nó dịu, thời tiết nó dịu lại, ấm ấm mát và lạnh thì xài chai này rất là phù hợp. Một hình ảnh anh chàng phượt thủ ha, ngao du sơn thủy, đi Đà Lạt hay là đi Sapa hay đi Phan Xi Păng, xịt chai này rất là ok. Đối với Tuấn, chai này Tuấn chấm được 8 điểm rưỡi, tại vì cái độ gọi là độ tỏa của chai này Tuấn expect nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ strong hơn, nhưng mà chai này thì cái độ tỏa Tuấn chưa có happy lắm. Ok, và độ tuổi khuyên dùng nói rồi ha, trên 20 có thể sử dụng được, thiên về nam. Ok, đó là những cái gì Tuấn nhìn nhận về cái chai
Golden. Thật sự là cái tên nó không có ăn nhậu gì hết, Golden. Golden không biết là có phải là một cái tên riêng gì của ai hay không, hay là của một cái gì loại giống như Pegasus, là một cái con ngựa có cánh ở trong thần thoại Hy Lạp. Còn Golden thì không biết, nhưng mà Dolphin là cá heo. Một chai nhắc gợi nhớ đến con cá heo, nhưng mà lại không có mang một cái tông mùi gì tươi mát của biển, không mang một cái tông mùi tươi mát gì của hải trình. À, đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ nó thiên về rừng núi, nó thiên về những cái gì đó thiên nhiên và đi phượt. Thì ok, 8 điểm rưỡi trên 10, một cái chai cũng khá là đáng đáng chơi của nhà Parfum de Mali. Ok, mọi người cần thêm thông tin gì về order và review nước hoa thì hãy liên hệ vào những contact Tuấn để ngay dưới đây. Cũng như là đừng quên like, share và subscribe channel của mình nhé. Thank you so much. Hẹn gặp lại vào clip sau. See you.